khi mà chúng ta đổ bê tông tai như thế này nè các bạn, thì á thì bây giờ rồi đổ bê tông, bắt đầu đổ bê tông rồi. Thì khi đổ bê tông á, thì có một người đứng cối ở đây, bỏ bao xi măng này vô cái cối. Có một anh vác cát, vác những cái thùng bê cát này bỏ vô. Rồi có một anh khác vác những cái thùng bê đá bỏ vô. Rồi, giờ mình xem lại nha. Rồi bắt đầu, đây mình thấy anh này ảnh vác một cái thùng bê 20 lít chứa đầy đá bỏ vô cái cối này. Rồi anh này bỏ thêm một xô đá nữa. Anh này thì đang bỏ nước vô nè. Rồi cái anh này á thì anh bỏ cát vô. Đây. Đấy, anh này anh đang vác một thùng bê cát nè, anh bỏ cái thùng bê cát này vô cái cối này. Rồi. Thì như vậy các bạn thấy trong cái cối này nó có là đầu tiên là xi măng với nước. Đó. Rồi rồi mình xin nói lại. Đầu tiên người ta sẽ bỏ vào một bao xi măng vô cái cối, rồi bỏ nước vô, rồi bỏ những cái thùng bê cát, bỏ những cái thùng bê đá vô cái cối này để xây, để tạo ra một cái cối trộn bê tông. Thì như vậy nếu mà chúng ta là chủ nhà thì làm sao chúng ta biết được là những cái anh này ảnh làm đúng hay chưa? Theo đúng thiết kế là anh bỏ vô bao nhiêu thùng cát, bao nhiêu thùng đá, đó mà rồi bao nhiêu nước gì đó. Rồi mình nói chung là làm sao để mình kiểm soát được chất lượng khi mà đổ bê tông tai kiểu này. Thì các bạn khi mà chúng ta đây mình cho các bạn xem một cái bản vẽ thiết kế nè. Ở trong đây người ta có bản ghi chú chung bê tông dầm sàn gì đó, thì là B20 tức là mát 250, đúng không ạ? Thì mát 250 tức là 250 kg cho 1 cm vuông. Cứ 1 cm, một hình chữ nhật, 1 cm, 1 cm thì nó phải chịu được là 250 kg. Như vậy bây giờ mát 250, người ta gọi là thường gọi là mát 250 á, thì khi mà trộn tay vậy nè, thì một bao xi măng bỏ vô một thùng bê nước. Rồi cái đó là bắt buộc rồi các bạn, một bao xi măng thì sẽ bỏ vô một thùng bê nước nha, và bỏ vô 4 cái thùng cát như thế này, 4 thùng cát như thế này. Còn những cái thùng đá thì chúng ta cũng bỏ vô là 6 thùng đá, đúng không ạ? Người ta hay thường nói là 1 4 6. Người ta hay thường nói là 1 4 6 các bạn. Một là cái gì? Một là trong cái cối đó nó sẽ có một bao xi măng, 4 thùng bê cát, 6 thùng bê đá. Đấy, không? Dĩ nhiên là có thêm tùy theo cái lượng mà cát đá nó ẩm á, ẩm ít hay ẩm nhiều, nó bị có bị dính mưa hay không á các bạn. Cát đá này nó có bị mưa hay không á, thì bỏ vào là 1 thùng bê nước, không ạ? Đấy. Thì thường người ta sẽ làm thế này, một bao xi măng sẽ bỏ một vô cối đó 1 thùng bê nước, 4 thùng bê cát và 6 thùng bê đá để tạo được một cái mát đúng tiêu chuẩn là mát 250. Rồi bây giờ chúng ta xem lại clip này. Đây anh này thì ảnh vừa đổ cái cối qua là cái mẻ cũ. Rồi. Sau đó anh lật cái cối qua đây để cho anh khiên đá này anh đổ vô. Một đá,
một một đá nè, bạn thấy không, một đá anh này anh vừa bỏ vô một nước 1/B á, đó. Cái thùng B thứ hai anh bỏ ít thôi, đúng không ạ? Thì nói chung là một thùng B nước, hồi nãy là bỏ vô một thùng nước rồi, một đá rồi, tiếp theo một cát. Này anh này anh vừa bỏ vô một bao xi măng nè, à, để trộn. Thì xi măng, cát, đá, nước, cái nào bỏ trước bỏ sau cũng được các bạn, miễn sao đủ là miễn sao đủ cái khối lượng đó thôi. À, miễn sao đủ là một bao xi măng sẽ bỏ vô một thùng bê nước, bốn thùng bê cát và sáu thùng bê đá, cái nào bỏ trước cũng được bỏ sau cũng được, đúng không? Chứ không bắt buộc người ta là phải bỏ xi măng nước vô trước, cái đó cũng khó mà bắt buộc. Rồi đó. Thì các bạn gặp đếm trong cái cối đó mà đủ bao nhiêu cái nãy giờ mình nói á, thì nó sẽ đủ là mắc 250 nha.